công ty Dược Thảo Cảnh Thiên duy nhất tại miền Nam Cali. Điện thoại 714-775-1069 hay 855-775-1069. Vinashop 1855-855-5888 1855-855-5888. The Best Rate Insurance 833-633-6868 833-633-6868. Tiết kiệm nhiều nhất với quyền lợi tối ưu. Đây là chương trình Luật Di trú và Nhập tịch với luật sư Nguyễn Đại Hy Tuấn, và Hy Tuấn xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, chiều tối ngày hôm nay là ngày 23 tây của tháng 9 của năm 2024, và chương trình Luật Di trú và Nhập tịch được trực tiếp gửi tới quý vị từ 6 giờ chiều cho tới gần 7 giờ chiều tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, chương trình Luật Di trú và Nhập tịch là một cái chương trình được gửi tới cho quý vị qua hai hệ thống cùng một lúc luôn. Tại thành phố Houston thì chương trình được trực tiếp gửi tới quý vị qua đài truyền hình của VietTV 57.11 và cùng một lúc được phát thanh trên làn sóng của Viet Radio 1560 AM. Tại khu vực Dallas thì chương trình được trực tiếp gửi tới quý vị qua đài truyền hình của VietTV 22.2 và cùng một lúc được phát thanh trên làn sóng của Viet Radio 1560. Chương trình được chiếu lại trên VietTV on DirecTV vào mỗi ngày thứ ba hoặc là những ngày sau và đài truyền hình số 2036, và chương trình cũng được xuất hiện trên VietTV online, VietTV trên Facebook và những cái Uno IPTV. Cho dù là TV, radio hoặc là online, số điện thoại để gọi vào cho chương trình chiều tối nay là số toll free 844-858-7000. Đó là 844-858-7000. Và nếu mà quý vị không có cơ hội gọi vào thì quý vị có thể email cho tôi. Địa chỉ email của tôi là yichuacongluotsutuan.com. Đó là yichuacongluotsutuan.com. Đầu tiên cho Tuấn xin cáo lỗi quý vị tuần vừa rồi, tại vì có công việc cho nên Tuấn không có thể có công việc bất ngờ tới giờ cuối cùng, cho nên Tuấn không có thể xuất hiện cái chương trình trực tiếp cho quý vị. Và bây giờ tuần hôm nay là tuần đầu tiên Tuấn trở lại. Và thưa quý vị, trong chương trình chiều tối nay thì Tuấn chỉ có vài cái chi tiết để gửi tới cho quý vị, rồi sau đó là những cái câu hỏi, cái thắc mắc nếu quý vị vào. Còn nếu mà không thì Tuấn có rất là nhiều cái câu hỏi mà quý vị đã email cho Tuấn, với cái sự giúp đỡ của cháu One hoặc là Karen thì cháu nó sẽ giúp cho Tuấn đọc một số câu hỏi mà quý vị đã email cho Tuấn. Trước nhất thì cách đây gần 2 tuần quý vị cũng coi trên đài truyền hình của ABC thì có cái sự tranh luận đầu tiên và có thể là cái tranh luận duy nhất trong cái cuộc bầu cử giữa hai tổng thống của năm 2024, đó là cựu tổng thống Donald Trump và phó tổng thống cô Kamala Harris. Thì trong cái sự tranh luận này thì khi mình coi hoặc mình để ý tới thì mình muốn coi cái policy hoặc là cái chính sách liên quan về di trú và nhập tịch là như thế nào nếu mà người ta đạt được cái bầu cử của năm 2024. Thì thật ra trong 90 phút thì nó và phải đề cập rất là nhiều đề tài thì liên quan tới di trú và nhập tịch thì nó chỉ có vài phút mà thôi. Thì nói tóm lại thì cũng hai bên nói về cái vấn đề người ta muốn làm gì, và cũng nhiều khi đổi lỗi là bên này không làm hoặc là bên kia không chịu làm để xảy như vậy. Cho nên cái chính sách mà trong cái sự tranh luận của bầu cử vừa qua của cái tranh luận của tổng cho hai tổng thống như vậy, xin lỗi, cho cái cuộc tranh luận để cho cái cuộc bầu cử kế tiếp, thì mình cảm thấy nó không có đi sâu vào những cái chính sách người ta muốn đưa ra. Nhưng mà nói tóm lại, nếu mà muốn thay đổi cái mặt luật di trú và nhập tịch, nó không phải là chuyện dễ, và nó đòi hỏi cái sự hợp tác rất là lớn với Quốc hội. Mà nếu mà có những cái gì thay đổi thì quý vị không thấy về cái benefit side là cái quyền lợi side về cái vấn đề di trú hay không đâu, mà quý vị sẽ thấy rất là nhiều về cái vấn đề gọi là thi hành cái mặt luật di trú, làm sao bảo vệ cái biên giới của nước Hoa Kỳ, nhất là bên nam biên giới của nước Mỹ và Mỹ Tây Cơ. Thì mấy cái đó, cái sự thay đổi đó đòi hỏi cái sự giúp đỡ rất là nhiều của Quốc hội rồi sau đó với tới Tổng thống. Cho nên trong cái sự tranh luận chúng ta không thấy cái gì nhiều đâu. Cái thứ nhì mà Tuấn muốn cập nhật cho quý vị là cách đây khoảng một tuần mấy thôi, gần tới 2 tuần, thì ông tránh án của liên bang đã gia hạn tạm thời ngưng cái chương trình gọi là parole in place cho trong cái quyết định hành pháp của Tổng thống Joseph Biden. Đây là cái chương trình mà nếu mà người ta đi chui vào đây ở đây trên 10 năm
và đã có người vợ hoặc người chồng quốc tịch Hoa Kỳ thì người ta có thể được cái sự bảo vệ tương đương giống như chương trình TPS hoặc là chương trình của quân đội cho những người phu nhân hoặc là những cái người cha mẹ. Nhưng mà đây, ông tranh án đã tạm thời ngưng cái chương trình này, nhưng mà Sở Di trú vẫn tiếp tục nhận hồ sơ, nhưng mà không có quyền giải quyết. Người ta tạm thời ngưng cái chương trình này cho ít nhất là thêm 60 ngày, thì nó gần tới cái cuộc bầu cử hoặc là sẽ có thể qua cái bầu cử, thì chúng ta sẽ biết rõ về cái chương trình tương lai nó sẽ đi như thế nào. Thì đó là vài cái cập nhật cho quý vị. Còn một cái cập nhật mà Tuấn muốn đưa ra, Tuấn mới thấy cách đây khoảng vài bữa thôi, là Sở Di trú có đưa ra, Sở Di trú nha, nếu mà quý vị vào cái trang nhà của Sở Di trú đó là uscis.gov, thì Sở Di trú có đưa ra một cái fact sheet, là cái chi tiết liên quan về cái thủ tục I-751. Đây là cái thủ tục để cho quý vị đi qua đại diện vợ chồng mà có thẻ xanh 2 năm mà cần đổi thẻ xanh 2 năm qua 10 năm, đó là cái I-751. Thì người ta đưa ra rất là nhiều cái tình trạng mà quý vị có thể thay đổi vì cái hoàn cảnh hôn nhân của quý vị. Tuấn cho cái thí dụ là giả sử khi mà quý vị làm cái I-751, quý vị có làm trong cái tình trạng là còn sống chung với ông xã hoặc là người vợ và cả hai người đều ký. Nhưng mà trong cái thời gian đó nếu mà ly dị hoặc người ta rút bỏ cái I-751 hoặc là trong cái tình trạng mà bị bạo lực trong gia đình thì cần làm những cái gì, thì cái Sở Di trú có đưa ra cái fact sheet để hướng dẫn cho quý vị rất là chi tiết. Cho nên nếu mà quý vị muốn tìm hiểu thêm thì nó là trong cái trang nhà của Sở Di trú, đó là uscis.gov, mà cái fact sheet này đã xuất hiện vào ngày 12 tháng 9 của năm 2021. Trong những cái chương trình sau này thì Tuấn sẽ bỏ nhiều chi tiết để đi vào cái tình trạng của cái 751 căn cứ vào cái fact sheet và cái thông báo mới nhất của Sở Di trú liên quan về cái tình trạng này. Bây giờ Tuấn welcome cái câu hỏi và cái thắc mắc của quý vị trong điện thoại, số điện thoại là số toll free 844-858-7000, đó là 844-858-7000, hoặc là email cho Tuấn, địa chỉ email của Tuấn là di trú@luatsutuan.com, đó là di trú@luatsutuan.com. Thưa quý vị, trong chương trình này chúng ta sẽ sử dụng visa bulletin của tháng 10 của năm 2024, đó là tháng 10 của năm 2024. Và bây giờ trong cái thời gian chưa có câu hỏi của quý vị gọi vào cho chương trình, thì bây giờ Tuấn nhờ cháu Oan giúp cho Tuấn đọc một số email mà quý vị đã gửi cho Tuấn để mình trình bày cái câu trả lời cho quý vị luôn. Mời cô Oan. Chào anh, em đã làm giấy tờ bảo lãnh cho chị em và gia đình chị từ tháng 6 năm 2011, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được giấy chấp thuận. Câu hỏi em muốn hỏi là như vậy có bình thường không? Tại vì em nghe nói là trung bình hồ sơ sẽ chấp thuận trong vòng 3 cho tới 7 năm. Mong nhận được câu trả lời của anh. Cảm ơn anh. Dạ vâng. Câu hỏi này mỗi ngày thì Tuấn không có một cái email mà quý vị hỏi về cái câu hỏi này liên quan về cái vấn đề mà Sở Di trú tại sao chưa có giải quyết cái I-130 của thân nhân quý vị. Thì nói sơ qua là như thế này, là trước đây nhất là cái thời điểm mà trong cái hồ sơ của năm 2011 như này, là có 4 hoặc là 5 cái trung tâm, sau này nó có thêm vài cái trung tâm nữa, là mình ở khu nào mình nộp cái hồ sơ bảo lãnh thuộc về cái trung tâm đó, sau này thì nó đi về một cái trung tâm hết. Thì cái chuyện nó là như thế này, là đây là những cái hồ sơ anh chị em, cho dù Sở Di trú nó duyệt đi nữa thì người ta cũng phải chờ thôi. Cho nên có những cái hồ sơ khác được ưu tiên hơn, giống như là nếu mà quý vị có quốc tịch bảo lãnh cho cha mẹ hoặc là quốc tịch bảo lãnh cho con dưới 21 tuổi độc thân, thì cái đó là được ưu tiên hơn, được giải quyết liền. Cho nên khi mà Sở Di trú nó nhận được rất là nhiều hồ sơ như vậy thì Sở Di trú phải prioritize cái workload của người ta, là người ta phải sắp xếp cái gì cần quan trọng để cho người ta giải quyết trước. Cho nên nếu mà hồ sơ anh chị em bây giờ phỏng vấn năm 2007 mà người ta nộp năm 2011, cho dù có duyệt đi nữa cũng phải đợi chờ thôi. Thì bây giờ Sở Di trú chỉ có, nếu mà căn cứ vào cái gì Tuấn thấy ở văn phòng, thì bây giờ người ta chỉ có duyệt cái hồ sơ bắt đầu khoảng năm 2011 thôi. Đúng, có một số hồ sơ người ta duyệt 3 năm, 4 năm, 5 năm, 6 năm, 7 năm. Nhưng mà đa số trong cái mùa COVID nó dồn lại hết, thì Tuấn bắt đầu thấy người ta chỉ duyệt năm 2011 hoặc là cuối năm 2011 thôi. Nhưng mà mình cũng bắt đầu thấy là Sở Di trú bây giờ tất cả những cái hồ sơ quý vị mà nộp trước đây là trước năm 2024 đó, là người ta bắt đầu đưa hết tất cả những cái hồ sơ đó vào cái hình thức gọi là digital, nghĩa là người ta scan hết vào
Đó. Rồi người ta cho cái receipt mới bắt đầu với ba cái letter là IOE. IOE là Immigration, IEO, IEO hoặc là EOI, đó, Immigration Electronic Online. Thì để cho quý vị biết rằng là cái hồ sơ này là bây giờ người ta đã scan vô hết rồi. Người ta không còn nằm trong cái hồ sơ mà quý vị thấy cầm tờ giấy đâu. Nó scan vô hết, nó nằm trong cái vi tính. Rồi nó cho cái receipt mới. Để làm gì? Để khi mà giải quyết, nhân viên không cần có cái physical file, có cái hồ sơ này, mà nhân viên ở thành phố khác, ở tiểu bang khác có thể giúp giải quyết. Cho nên Tuấn hy vọng là tương lai những cái hồ sơ mà sở di trú chờ, sở di trú nó duyệt, thì bây giờ người ta upload hết, người ta làm cho nó online, thì hy vọng là sở di trú sẽ giải quyết nó nhanh hơn. Nhưng mà khi mà cái hồ sơ nó chậm như thế này thì nó lại có cái lợi cho cái vấn đề những trẻ em mà muốn đi theo ba mẹ. Cho nên giả sử trong cái hồ sơ này nộp từ năm 2011 cho tới đây là năm 2024 chưa chấp thuận, thì mấy em được cộng ít nhất là 13 năm, và cái tuổi 21 thì nó lên cho tới 34 tuổi lận. Đó, nhưng mà chỉ có cẩn thận một tí thôi, là cẩn thận make sure là mình theo dõi cái hồ sơ, make sure cái hồ sơ này nó chấp thuận nha. Đó, chứ nếu mà không, mà mình không có theo dõi khi mà sở di trú yêu cầu bổ túc và mình không có cơ hội nhận những cái bổ túc gì, thì có thể là bị từ chối, thì rất là uổng. Cho nên nó không phải là không bình thường, nó cũng là bình thường, mà nó cũng không phải là chuyện xảy ra, nhưng mà nó là cái hoàn cảnh mà sở di trú bây giờ rất là nhiều hồ sơ, thì người ta phải manage cái workload của người ta, thì những cái hồ sơ được phỏng vấn lên thì người ta giải quyết liền. Số điện thoại là số toll free 844-858-7000, đó là 844-858-7000, hoặc là email cho Tuấn, địa chỉ email của Tuấn là duy.chu@luatsutuan.com. Bây giờ cho Tuấn xin mời chị Thảo ở Texas, xin mời chị Thảo lên tiếng đi ạ. Chị Thảo ở Texas, xin mời chị lên tiếng đi ạ. Dạ chào luật sư ạ. Dạ vâng. Thảo đang sống ở thành phố nào vậy? Thảo, dạ, hello. Thảo đang sống ở thành phố nào vậy? Em đang sống ở thành phố Mansfield, Texas. Ok. Có câu hỏi gì cho Tuấn về Thảo? Luật sư cho hỏi là hiện bây giờ là em đang làm giấy tờ bảo lãnh cho anh trai từ năm 2013 tới hiện nay, mà mẹ mình mới có quốc tịch, thì mình có nên update cái hồ sơ thêm hay là mình nộp hồ sơ khác, hoặc là mình cũng để y nguyên cái hồ sơ như thế ạ? Ok, đây là ai bảo lãnh cho vậy, mẹ hay là chị em? Dạ, em bảo lãnh cho anh trai. Ok, rồi bây giờ còn mẹ có quốc tịch. Có quốc tịch. Ok, rồi. Anh trai bây giờ có gia đình hay là độc thân? Dạ có gia đình ạ. Dạ vâng. Và có một cháu 14 tuổi. Ok, rồi Thảo bảo lãnh cho anh trai từ năm 2012 ạ. Dạ đúng ạ, từ năm 2013, dạ hồ sơ là 2013 ạ. Dạ vâng, sở di trú nó duyệt chưa hay là vẫn đợi chờ? Mình đóng tiền, mình làm tất cả, hoàn tất cái hồ sơ lâu rồi, thì bây giờ vẫn còn đang chờ thôi ạ. Dạ vâng, cho nên đóng tiền cho sở di trú là thời điểm đó là như là 420 hoặc 535. Nhưng mà bây giờ dạ, chưa rồi. Có cái giấy chấp thuận dạ, phải không? Có thay đổi địa chỉ không Thảo? Dạ. Dạ không ạ. À. Ok. Mình vẫn không thay đổi địa chỉ, vẫn để giữ cái địa chỉ cũ ạ. À. Dạ vâng. Cảm ơn Thảo rất là nhiều, Tuấn đầy đủ chi tiết để Tuấn trả lời cái câu hỏi cho Thảo nha. Thảo có thể cúp điện thoại để nghe cái câu trả lời của Tuấn. Đầu tiên đây là hồ sơ của Thảo nha. Hồ sơ Thảo bảo lãnh cho anh chị em nó là F4, nộp từ năm 2003, vẫn chờ sở di trú nó duyệt, thì giống như cái câu hỏi mà một quý vị đã email trước Thảo là phải đợi chờ thôi, từ từ nó sẽ cứu xét, nhưng mà càng lâu thì cái cơ hội càng tốt để cho đứa con của ông anh được ăn theo, tại cái nó được cộng ít nhất là 11 năm rồi, là nghĩa là cháu nó có thể đi cho tới lúc 32 tuổi. Cái đó là cái đầu tiên. Cái thứ nhì đó là hồ sơ của Thảo, mẹ bây giờ có quốc tịch, thì mẹ muốn đó thì mẹ phải làm một bộ hồ sơ riêng, một bộ hồ sơ riêng. Hồ sơ của mẹ bảo lãnh cho con lập gia đình thì nó ưu tiên 3, thì nó cũng khá lâu, nhưng mà cần làm để phòng hờ, just in case nếu mà sau này ông anh hoặc là chị dâu thay đổi có hoàn cảnh hôn nhân thì nó đi nhanh hơn. Cần làm, tại vì nó cái luật nó không có cấm là một người có thể có nhiều cái hồ sơ bảo lãnh,
Nhưng mà cái luật nó cũng cho biết rằng là hồ sơ của Thảo, bây giờ mẹ quốc tịch không có thể đưa cái hồ sơ quốc tịch của mẹ vào cho cái hồ sơ của Thảo. Nó không phải là như vậy. Hồ sơ anh chị em là thuộc về anh chị em, muốn có một bộ hồ sơ riêng thì mẹ của Thảo phải làm một bộ hồ sơ ưu tiên 3 riêng cho ông anh. Hồ sơ cả hai cho dù làm hoặc là hồ sơ F4 thì vẫn đợi chờ khá lâu là tại vì cái vấn đề dồn động của cái hồ sơ trong cái mùa COVID vừa qua. Cảm ơn Thảo ở Mansfield đã gọi vào cho chương trình. Số điện thoại là số toll free 844-858-7000, 844-858-7000, hoặc là email cho Tuấn, địa chỉ email của Tuấn là dichu@luatsutuan.com. Đó là dichu@luatsutuan.com. Thưa quý vị, bây giờ cho Tuấn gửi cho quý vị cái phần B của cái visa bulletin của tháng 10 của năm 2024. Xin mời quý vị theo dõi. Đơn chấp thuận từ sở di trú đã chuyển tới trung tâm visa và hiện đang. Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 10 năm 2024, bản B, đây for filing, dành cho những hồ sơ đã nhận được đơn chấp thuận từ sở di trú, đã chuyển tới trung tâm visa và hiện đang chờ trung tâm visa cho phép đơn bảo trợ tài chính. Diện F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ đến ngày 1 tháng 9 năm 2017. Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh cho vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ đến ngày 15 tháng 7 năm 2024. Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ đến ngày 1 tháng 1 năm 2017. Diện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con đã lập gia đình, đang cho phép hồ sơ đến ngày 1 tháng 7 năm 2011. Diện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh chị em, đang cho phép hồ sơ đến ngày 1 tháng 3 năm 2008. Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 10 năm 2024. Và thưa quý vị, đó là phần B của cái visa bulletin của tháng 10 của năm 2024. Tiếp tục cái câu hỏi mà quý vị đã email cho Tuấn, xin mời cháu Oanh lên tiếng. Thưa quý vị, tôi xin lỗi quý vị, Loan và Oan chuẩn bị khi mà Tuấn nói phải chuẩn bị cho Tuấn nha. Ok, bây giờ mời quý vị gọi vào số điện thoại là số toll free 844-858-7000, đó là 844-858-7000. Và bây giờ cho Tuấn xin mời chị Trâm ở tiểu bang Iowa, xin mời chị Trâm lên tiếng đi ạ. Ok, cả hai chưa có chuẩn bị. Thưa quý vị, số điện thoại để gọi vào cho chương trình là số toll free là 844-858-7000, đó là 844-858-7000. Email của Tuấn là dichu@luatsutuan.com, đó là dichu@luatsutuan.com. Một lần nữa cho Tuấn xin cáo lỗi quý vị, thường thường là mấy em đã chuẩn bị rất là được, nhưng mà chỉ có ngày hôm nay thì mấy em đã sơ sót thôi. Số điện thoại là số toll free 844-858-7000. Ok, mời cô Trâm lên tiếng đi cô Trâm. Dạ, xin chào luật sư. Trâm nói chuyện trực tiếp qua điện thoại đi Trâm. Và có câu hỏi và thắc mắc gì thì cứ đề cập đi Trâm. Dạ vâng, vậy thì xin lỗi. Tôi có làm giấy bảo lãnh cho anh chị em ở bên Việt Nam là tháng 6 năm 2011. Và tháng 3 năm 2024 này thì tôi có nhận được một cái thư của đội di trú. Cái mẫu đơn là Y797 thì tôi không biết là sẽ phải làm gì, tại vì thật sự là tôi không biết tiếng Anh. Mong được. Ok, tôi xin lỗi, tôi nghe nó không có rõ. Đây là hồ sơ anh chị em nộp năm nào vậy cô Trâm? Dạ thưa, nộp tháng 6 năm 2011 ạ. Ok, rồi mới đây cô nhận được cái gì? Ồ dạ, tôi có nhận được cái mẫu là Y797. Dạ vâng, trong đó nó đề là approval notice không? Dạ, xin lỗi. Ok, tại Trâm. Tại vì tôi không có biết tiếng Anh đó là tôi. Dạ vâng, ok. Tôi đọc cái mã số là... Đừng, stop. Tôi không có... Thưa chị Trâm, khi mà chị... Đây là chương trình chị tất cả mọi người nghe, cho nên Tuấn muốn giữ cái sự kín đáo của hồ sơ của chị. Làm ơn đừng có đọc cái mã số chị.
cúp điện thoại đi rồi cho Tuấn trả lời cho chị Trâm ha. Ok, thưa quý vị, luôn pay attention here. Thưa quý vị, khi mà trong một cái chương trình trực tiếp nó rất là nhiều pressure, nó rất là nhiều cái sự stress và căng thẳng, và khi quý vị gọi vào, Tuấn muốn giữ cái sự kín đáo cho quý vị, Tuấn muốn giữ cái sự kín đáo cho quý vị, cho nên khi quý vị gọi vào thì quý vị giấu được cái tên hoặc là cái mã số của cái hồ sơ, đi vào cái chi tiết, và khi quý vị email cho Tuấn cũng vậy, Tuấn giấu cái chi tiết của quý vị để Tuấn chia sẻ những cái gì mà để cho người ta tìm hiểu thêm. Còn riêng cái hồ sơ trở lại với chị Trâm là như thế này. Hồ sơ anh chị em nộp vào tháng 6 của năm 2011. Nếu mà chị mới nhận được đây thì Tuấn nghĩ cái E-797 là cái tờ giấy thông báo của Sở Di trú thôi. Thông báo người ta nhận tiền, thông báo người ta chấp thuận hoặc là bất cứ cái gì người ta làm. Cho nên trong cái hồ sơ này đó, phần trăm cao có thể là cái lá thư chấp thuận chị. Nhưng mà cho dù nó chấp thuận đi nữa cũng phải tiếp tục đợi chờ. Thưa chị, nếu mà cần thiết đó, thì xem có ai biết tiếng Anh gọi vào cho chương trình. Hoặc là nếu mà quý vị, nếu mà chị muốn xem người nào biết tiếng Anh gửi email cho Tuấn, rồi Tuấn trình bày cho nó rõ ràng hơn. Rất là cảm ơn chị. Và thưa quý vị, tới đây hết thì cho phần đầu của chương trình, và chúng ta sẽ trở lại phần 2 trong một giây lát.